Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun nha. Anh em ơi, ngày hôm trước tôi đã vượt ngục thành công khỏi con Solitaire rồi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại để trả thù nó. Tôi sẽ đi săn bắt tất cả những con Solitaire, Solitaire ghê sợ nhất ở trong global rồi nha. Rồi, anh em nào tò mò xem là muốn tôi bắt cái con Solitaire đấy như thế nào thì hãy tiếp tục coi video này nha. Và trước khi đi, hãy nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên là nhấn xin quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Dạ vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại cái khu vực để đi săn bắt cái con Solitaire đấy rồi đấy anh em. Ôi, nhìn nó ma mị dã man con ngan luôn. Ôi, chưa cần làm gì, chuẩn bị lên đường để đi săn bắt đây. Đây, chính là cái con Solitaire ở dưới cuối bảng này và con này đã bị tiêu diệt rồi. Cộng thêm đó ở trên là một người bạn thân của Solitaire. Ở trên nữa là Solitaire người máy chạy siêu nhanh. Và trên cao nữa là đối thủ của Solitaire anh em ạ. Ok. Và chúng bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường để đi săn bắt con Solitaire này thôi. Solitaire tham nha, Solitaire ghê nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu vào cái trò chơi mới trong vòng 6 giây nữa và bản đồ tiếp theo 3.3.3. Tôi thấy mặt ông tiến sĩ rồi nhá. Rồi bây giờ làm màn xem ai sẽ là con Solitaire đến đây. Bạn Mi Mai Bia này là con đấy rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển đổi trở thành nhân vật nào đó đây. Hắc, đây rồi, đối thủ của Solitaire. Đối thủ con Solitaire con này chạy cũng siêu nhanh luôn. Đây con màu đỏ này của tôi nhá. Đấy, đẹp trai ngay, nhìn đẹp trai ngay. Đáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ok, và để xem cái kỹ năng con này là gì đây. Cú đấm sấm sét. Và ấy là mình sẽ ngăn được cái cú đánh của con Solitaire kia. Nhưng mà con này chạy hơi chậm mà nha. Bra. Alo, con chạy chậm nha. Được rồi, ui cái map gì nó ma mị dã man con ngan luôn. Nhìn như kiểu dạp nhà tù á. Như ở đây mà làm cái nhà tù á. Ok, sau khi ăn thì mình sẽ mất máu hả? Ôi rồi, ăn vào cái đấy mình bị mất máu anh em ơi. Quái đạn thật, bên tôi chỉ còn 92 máu. Phần màn hình nó bắt đầu mờ dần đấy à, không nên chạm vào đấy. Mất tận 12 máu lận. Adu. Để xem con Solitaire đang đâu. Tôi đấm cho một nhát thì thôi. Mình nghĩ là mình sẽ lên dùng góc nhìn thứ nhất được không ta? Không dùng được góc nhìn thứ nhất anh em ạ. Mình sẽ chơi góc nhìn thứ 3 vậy. Ok, con này chạy chậm quá. Kêu rồi. Đây đúng không? Dồn nó luôn, dí nó luôn. Ui, cái có con Solitaire có thể đẩy con kia ra kìa. Đấm cho phát này. Chứ rồi, cú đấm này hồi máu, à hồi dây anh em ơi. Con Solitaire cũng có thể tấn công được mình nha. Ây, xì ba, chơi gì mà chơi kỳ nhá. Đấm con hai cái tôi ngất ngây con cái tay luôn. May quá được hồi sinh. Có một bạn cứu tôi nhưng mà lượng máu của tôi chỉ còn có 35 mà thôi. Và cảm giác cái màn hình của tôi nó bắt đầu sẫm xịt rồi đấy. Con Solitaire đâu? Đây rồi. Bùm. Con này phế thế nhở. Kỹ năng con này phế dã man con ngan luôn. Con kỹ năng con này phế quá anh em ạ. Con Solitaire chỉ chạy có nhanh mà nó chỉ đấm được một cái thôi. Như ở phòng thủ ấy. Ôi giời ơi. Đang đi ra cứu bạn kia. Rồi luôn đi chứ. Thôi ngã sập xoài từ đất. Máu me rồi bé bé rồi. Quả này thôi cứ như quả tây rồi. Tôi sẽ được tiếp tục trò chơi trong vòng 10 giây nữa. Và hình như là ôi tôi đã hồi sinh này. Nhưng mà tôi đã trở thành AXE. Tôi cùng phe con Solitaire kia luôn rồi. Phải cả nho, nhưng mà con này phế dã man con ngan luôn. Đấy, bạn thân của Solitaire chạy cũng khá là nhanh. Con này có một cái khẩu súng ở trên tay hả? Ui, tí tôi thử chơi con đấy xem nó như thế nào nhá. Đây rồi, quay ra đây. Cho đấm một cái còi. Chạy đi đâu có sâu. Cái con đỏ này yếu dã man. Con này kéo tôi xích như xích chó vậy. Quái đạn thật, nó xích tôi như xích chó vậy. Cay thế nhở. Đâu rồi, con này chậm như dài như của con Robby á. Cứ dài của gì anh em ạ. Hài luôn đi chứ. Con này vừa được cứu này. Bọn này chạy nhanh quá. Mệnh danh là biệt đội Solitaire mà chạy chậm thế này thì chịu rồi. Khó quá. À đây. Ông đấm đeo cái luôn. Chạy đi đâu. Áo đừng có chạy như thế chứ. Chơi kìa, chơi vây tôi à. Ui nó đấm tôi một cái rồi lùi cả km luôn đấy chứ. Chơi kì nhá. Này. Ui con này chạy. Con kia chạy cũng nhanh. Ui xời. Có hai đứa làm boss chúng mình rồi. Sao chúng nó chạy nhanh mà mình chạy chậm đấy nhở. Hay là cái nhân vật nó thế ta. Cảm giác giống như nhân vật nó thế này đấy anh em ạ.
Ui ba đứa luôn. Mấy đứa kia chạy rất nhanh và mình chạy chậm vãi nhô. Kiểu gì? Đấy rồi, 3 đánh 1 thì không trột thì cũng què mà thôi. Đấm được một cái. Chester, tôi đấm thêm được một cái nữa. À còn vẫn còn một đứa nữa, còn một đứa. Ra đây mà cứu này, ra đây mà cứu này. Vẫn còn một đứa nữa này. Tôi đấm cho nó ngất ngây còn cảm thấy luôn. Chester, tôi vào mà chờ chưa anh em. Tất cả đã hiểu. Ui, bạn kia làm số đi cái anh em đẳng cấp nhá. Đẳng cấp à nhá. Xem nào. Thời gian sống sót của tôi có 97 giây. Đồ ăn hại. Phế đất quả đất luôn. Các bạn ơi, con này nó cũng phế cơ. Mà sao không ai chọn con này? Sao không ai chọn con đấy? Được rồi, để xem chọn con khác nó sẽ như thế nào nha. Rồi, trò chơi tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Khu vực trốn tìm. Bản đồ mới, bản đồ trốn tìm anh em ạ. Được đấy chứ. Hợp lý quả bí đấy chứ. Ok. Và ui, cái thằng tên giống mình thế. Còn là hắc cá chân này, con người trứng này, Ahi Amhi. Hello. Ôi, là cái bạn hồng hồng này hả? Bạn này nhỉ, em gái của Charlotte hay là người yêu ấy nhỉ? Anh em nhớ anh em comment cho tôi phát nhá. Tôi không nhớ cho lắm. Ui. Không biết là bạn này có chức năng gì hay không ta? Không biết có chức năng gì hay không ta? Tôi thấy cái bạn đen đen này khỏe nha. Cái bạn bạn thân của Charlotte cũng khỏe lắm. Có một con này phế của tôi. Này. Đấy, tôi nhìn được con nấm của nó phế ra mà con ngăn luôn. À, cái bạn kia sợ quá, hốt quá, ao rồi, hốt quá ao rồi. Thôi, bản đồ này không thể chạy ạ. Bản đồ mới tiếp theo là không thể chạy, bạn kia hốt quá ao rồi. Vẫn chưa được làm ấy, hắc cá chân này. Con người trứng Amy Ken này mà. Tao toàn những con gì đâu đâu ấy nhở. Tao toàn những con gì đâu đâu ấy nhở. Ok. Xem con này kỹ năng là gì đây. Rồi, ui, ở đây trong này cũng khá là nhiều nhân vật đấy chứ. Khả năng hôm nay tôi sẽ phải chơi hết tất cả những nhân vật ở đây rồi. Ok. Đó, chạy nhanh lên phim strip. Con này có cái chiêu gì? À, húp húp đầu thần trưởng. Phim E là hồi sinh ạ, à, hồi máu ạ. Giật hết cả mình tưởng đi qua cái con đấy. Rồi. Mình có chiêu F là tăng tốc độ chạy là con này chỉ việc chạy mà thôi. Chạy lên cao xem nào. Đâu rồi. Mình có thể có kỹ năng chữa lành nha anh em nhá. Ai gặp nạn là tôi chữa lành ngay. Ui, có một đứa bị cắn rồi. Đây, kia. Con Charlotte đã bị đấm trong ngục ngã rồi. Tôi chỉ việc gọi lướt trên giảm bước thôi. Ra đây chăn con này mới được anh em ạ. Đây, chăn con này mới được. Hello, con này có bức kỳ là con này bên này. Hưu cho cái này. Ra đây tôi chữa lành cho. Ở đây hưu được rồi anh em ạ, hưu được rồi. Con này thuộc phe gọi là... Y tá lướt trên dàn mướp ngay, đố dồn được tôi luôn. Trời ơi, tăng tốc quả Max Spring. Dồn hộ cái còi. Đố bắt được em. Không bắt được làm gió. Tăng tốc quả Max Spring luôn. Không được đi vào mấy cái vòng đỏ đỏ ấy nha. Mất máu như chơi. Không nhầm là mình có thể nhận được những cái đồ ở vực ở trên này. Xem có cái đồ gì ngon không. Để kiếm đồ đấy anh em ạ. Ba đâu rồi. Chạy xíu nhanh luôn. Cái con này chạy nhanh cũng đỡ, không bị nó đấm. Mình tiếng mình lúc nào mình gần người mình cũng dùng chiêu thôi. Ôi có một bạn mình gặp nguy rồi anh em ơi. Để cứu bạn đấy mới được. À, bạn ơi đừng im, tôi hưu cho. Đừng im đấy. Đúng rồi. Ok. Hồi máu cho bạn đấy đầy căng đẹp đẹp luôn. Đấy mình cũng có chức năng chứ bộ. Anh em tôi thấy tôi có chức năng không? Chức năng của tôi cũng super vip bro ơi, cảm ơn tôi đấy. Cảm ơn Ali nha. Rồi bạn ấy mặt kiểu buồn thiu nhỉ. Buồn, ui, máu me bắt đầu chảy từ máu. Chảy từ mắt ra rồi, con Solid kia đấm đau quá. Hadudu. Kỹ năng của tôi hồi cũng hơi lâu, tận 40 mấy giây hồi được một kỹ năng ạ. Ê, con kia bị đấm cho ngấn ngay gần ra đây, bắt tôi lại. Anh ta cố dồn tôi nhưng mà không dồn nổi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có kỹ năng chạy siêu nhanh. Cố dồn tôi làm gì để bị tôi lùa như con lùa vịt. Tuổi gì mà dồn. Còn có 15 máu. Ôi trời ơi. Oh no. Thôi con này có chiêu lướt gì ghê vậy. Dậy múa đi. Sao lại không múa. Dậy múa đi chứ. Múa đi. Hay quá bạn ơi. Đi ra đây tí tôi hồi máu cho. Tí tôi trị thương cho bạn ơi. Đi ra đây. Tôi đang bị nó dí sợ quá. Thế dí căng đen này đen luôn. Đây rồi. Đứng im ơi, tôi hưu cho bạn ấy. Hưu cho bạn này cái mình không. Bạn hưu cho bạn này mình không được tăng máu ạ. Có một bạn đã bị bắt rồi kìa. Rồi để xem nào, có Charlotte con đấy không. Charlotte
vẫn ở đấy anh em ơi. Để tí. À mày có bạn cứu kìa. Mấy bạn kia có thể đấm cho nó gọi là bất à mình bất động luôn đi chứ. À cái bạn đỏ đỏ đấm cho nó đứng im được ạ. À. Lại tôi không chạm được người và bạn Solid kia nên là hơi vất. Đấy, đấy, còn tập 170 giây và chưa ai bị hẹo cả. Đấy rồi, có một đứa bị đấm ngất ngây ở đây rồi. Mình cần phải xuống cứu rồi. Tôi còn lượng máu 35 máu. Ui, ai xuống là bị nó đấm đây. Anh em ơi, mình tóm thôi. Chứ đâu còn con đó mà. Chó nó còn có mắm tôm mà anh em. Con kia nó thành ma thây rồi. Con kia nó thành ma thây rồi anh em ơi. Tìm người để hưu đó anh em ạ. Tôi chỉ bên gọi là hỗ trợ support thôi. Nên là tôi không phải đấm được nó. Thì đây bạn ơi, bạn ơi đừng im đấy, đừng im đấy. Luôn chứ, không đứng im làm tôi mất tí máu, mất 6.4 rồi. Cái gì dám anh nói? Tôi đứng tôi hưu cho mà không thích. Còn 120 giây nữa mình có thể trốn thoát khỏi con này. Xem nào, có một bạn trên này à? Có lẽ con Solid bình, à mày có Solid bình thường. Ok. Còn luôn. Còn có 15 máu rồi, vỏn vẹn 15 máu thôi. Cố gắng đứng đây. Tí nữa mình tăng tốc cái mình chạy siêu nhanh luôn, sợ gì. Ôi, có một bạn đã bị bắt rồi kìa. Bạn này có kỹ năng mới. Xem nào, xuống đây cái đã. Mình không lo, mình cần đi búp máu cho đồng đội. Game này game đồng đội mà anh em. Ui, kìa kìa. Sao đi tap kìa kìa. Càng nét nét luôn. Ui chết rồi, đi vào con cút không? À không, mày quá vẫn còn được. Ô, có một cái cục máu hồi sinh ở kia thì phải. Mình được ăn máu hồi sinh thì phải. Ôi chết, tôi đi lặn lặn xuống đâu đấy? Đây, có cái cục hồi máu ở đây thì phải. Nó chỉ hướng dẫn mình ở đây, là mình không biết mình có ăn lên ăn lên ăn cái này không. Rồi. Đi đến đây luôn đi chứ. Tuổi gì bắt tôi anh em, không biết cái này được hồi máu không ta? Đâu ta? Đây. Yes sir. Một mình tôi trốn thoát khỏi đây thôi. Nice. Chưa ai trốn thoát được cả. Mấy bạn này đang bị bắt kìa. Đi vào cái cung vàng kia anh em ơi. Đi vào cái cung vàng đấy đi. Cứ làm cho tôi. Yes. Ba người trốn thoát và hai người bị túm. Và con kia vẫn là thất bại rồi anh em ạ. Rồi, tí nữa mình sẽ chơi con khác. Con này nó chính là búp máu ở chán nhè. Ra support đồng đội mà support cái này cũng hay rồi. Support cho mọi người giải thoát được cũng hay rồi. Được chưa anh em? Và tôi cũng đang muốn biến thành con Solid này để xem nó như thế nào. Rồi, chuẩn bị. Ôi sao anh em thấy tôi đứng top đầu chưa? Thấy tôi đứng top đầu bảng xếp hạng chưa? Tay tôi nó như này. Mày bị điên à? Mày bắt mày hóa ra top đầu là được người biến thành Solid. Solid nghe nghe bùn đá đến đây mà không biết cái con này có kỹ năng gì ghê sợ nhỉ. Rồi, come on baby. Come on baby. Để xem nào. Đứa nào hành được tôi thì tôi hành lại cho biết được lễ hội luôn. Được chưa anh em, 10 giây nữa thôi, háo hức quá. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, chuẩn bị vào cái cuộc hành trình. Ui, có con búp máu rồi. Ơ, quá lô, tự biến thành cây tươi nhờ. Sao đứa nào ao vậy? Ơ, game lừa. Áo cây thật đấy, tiên con đứa ao ạ. Thôi, tôi sẽ thử biến thành con người trứng. Ê, ông giáo sư là con người trứng. Được rồi, tôi chưa biến thành Solid Gage được thì tôi sẽ cố gắng tiêu diệt con Solid Gage này luôn. Cái thế nhở? Đáng thì đấy thì con đứa ao ạ. Buồn như con chuột thuần vậy. Hai lần rồi nha, phải một lần, hai lần rồi. Không sao. Để xem là con cái kỹ năng siêu cấp viên rồi như nào đây. Có cái tên lửa nha. Chỗ ép là bắn ra điện à. Cú sốc bắn ra điện anh em ạ. Ok. Chỗ E là máy bay phản lực có thể bay được lên cao. Wow. Hợp lý quả bí nha. Biết ngay có cái máy bay ở lưng là biết hiểu vấn đề luôn mà. Rồi, đang sử dụng trước hai kỹ năng và đi tìm con Solid kia đã. Lần này cuộc đua kiểu nó có mấy người thôi, 4 người. Để tiêu diệt con này. Có một bạn hình như bị bắn rồi, cắn rồi thì phải. Một bạn bị cắn rồi. Được rồi, đợi tí tôi hồi kỹ năng đã. Ui, con Solid này có thể kéo bạn này đi ạ. Đâu rồi. Mày đâu rồi ta? Ui, Solid này kìa.
kiếm bạn kia cái đã anh em ạ. Kiếm bạn kia cái đã. Nó đang dồn nhau với một bạn. Đấy, bạn đấy được cứu rồi, bạn đấy được cứu rồi, may quá, còn 20 máu kìa. Còn 20 máu anh em ơi. Mình sẽ đi cover bạn này nhá. Một đứa đã bị đấm tiếp rồi kìa. Rồi luôn. Đấm nó bê đi kìa. Để tôi xem nào, tôi sẽ cố gắng cứu nó. Ê, à mày qua mày bạn kia cứu được. Con lại có cái đuôi quay này. Ui, một bạn đã bị tiêu diệt ở đây rồi. Ghê ra bao con nhà luôn, chạy đi anh em ơi. Bay đi, tôi có cú bay mà. Trời, bị đấm rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Mất còn có 35 máu thôi, nó đang ở đằng sau tôi. Ai chữa một đòn kết liễu đến từ nó kìa. Có ai cứu tôi không? Chú mình là happy. Hay quá các bạn của tôi ơi. Tôi vào một trời quá bạn ơi. Chạy ra đường đến từ mình chung buồn, chạy siêu nhanh. Chạy siêu nhanh luôn. Sau khi mà mình được cứu, con này cảm giác cú sốc của nó. Tí nữa mình sẽ đứng gần nó, mình dùng chiêu anh em ạ. Cho nó bị điện giật tê tê chết từ từ đi. À, đây rồi, có một người đang bị bấm ngạt đây. Tôi sẽ cố gắng ra cứu thôi mà. Rồi bạn ơi, bình tĩnh, tôi đến đây rồi. Rồi, chơi bấm nhập chiêu. Ok, hồi sinh được bạn đấy rồi anh em ạ. Ui, nó đứng trên, nó chở đón mình luôn mà. Anh nhó, đứng trên nó chào đón mình luôn mà. Thôi xong luôn. Shinashi vĩnh biệt cụ rồi. Thôi biến thành nghe thế thôi. Bây giờ còn 3 con mà chỉ có 1 con nữa thôi. Con này cũng phế kiểu gì anh em ạ. Đời ơi, cú đấm của tôi sẽ cho con này ngất ngây con cá tây này. Ngất ngây con cá tây. Chết chưa. Đấm cho ngất ngây luôn. Dậy mà múa lửa đi. Chưa, mình phản động quá anh em ạ. Mình sống sót trong được 133 giây. Đứng thứ 2. Cũng được đấy chứ. Quá tiền đi gọi là đi cứu bạn kia. Mình nhảy lên trên kia còn nó cảm sẵn rồi. Rồi để xem bạn này ai sẽ là Solid Ege đây nhá. Ok. Xem nào. Ô, cái bạn này làm rồi. Cái bạn Hero cái gì đấy làm rồi. Chán nhờ. Thôi được rồi, mình sẽ chọn nhân vật khác. Mắt cá chân con người trứng ai he can she like that. Có chức năng là gì ta? Nói cũng phải tò mò, cũng phải ngồi nghiên cứu này một lúc. 3 giây nữa thôi anh em ơi. 3 giây nữa thôi. Rồi, ui map này sáng rồi nhá. Map này là map khu trò chơi à? Ui con này còn tập 3 chiêu lận. E là gì đây? Bắn ra một cái gì đó. F là đi có khiên này. Q là khiên sẽ được chia sẻ cho người đồng đội của mình. Wow, con này con thuộc dòng support ạ. Ui, cái gì đấy? Hai chồng vừa đi qua con cho lấy nghe luôn mà. Ảo thật đấy. Thấy chưa? Thầy được mút chiêu cho người khác đâu ấy. Anh gì ơi, thả cho em nghe anh ơi. Tôi bị đấm rồi. Tôi bật cái vòng tròn bảo vệ, tôi chạy cho nhanh anh em ạ. Oh, vừa vào nó bị đấm rồi, toàn khói lửa. Chưa kịp bấm khiên luôn đi chứ. Quá bạn ơi, I love you chuột. I love you chuột luôn. Shiba. Ui, tiên map đang sáng sủa đẹp đẽ tiên chuyển sang màu u tối luôn mà. Đúng rồi, tăm tối vây trọn đấy có đêm luôn anh em ạ. Cái gì vậy bạn ơi? Mình sẽ bảo vệ cho bạn này. Ok, mình tạo khiên cho bạn này được nha. Mình cũng phải dùng khiên thôi. Tạo khiên cho bạn đấy là mình mất khiên luôn à. Phải dòng support, ôi dồi ôi thế nhỉ. Bạn này có heal không? À, bạn này không có heal anh em ơi. Ê, con này sẽ là bắn ra một cái luồng gì đó. Ấn tượng hả? Ấn tượng là cái gì ta? Vẫn chưa biết chiêu đâu này, kỹ đâu này, con này cho lắm nha. Tìm con chó lên nghe ở đâu đây? Ui! Giật hết cả mình, con này là bạn. Mình sẽ... Thôi, mình tự cứu lấy bản thân mình thôi anh em ơi. Tự cứu lấy bản thân mình thôi. Ui, đây, con Ege ở đâu nhỉ? Cơ bản là bạn này nó to quá, chưa nhìn ra. À đấy, ui! Chạy thôi anh em ơi! Chạy thôi, có 35 máu à. Đây, chơi trò chơi đuổi bắt dê chứ này. Thế có ai đấm buôn kia ngươi gây hộ tôi cái được không? 35 máu này ngưng máu tử đấy. Ô, có một, à đây có bạn dùng cái chiêu gì bắn ánh sáng này. Con nào, mình có thể tạo khiên cho bạn kia. Bạn kia cầm cái búa được này.
mới thể tập khiên cho bạn kia được. Mình nghĩ là thôi, mình sẽ dùng cái khiên này dành cho mình. Cái này sẽ đỡ cho một đòn đánh từ con ấy kia. Bạn ơi, đây tôi cho khiên này. Sau khi mất cái khiên kia là mình sẽ chạy nhanh hơn. Ngôi nhà vui nhộn. Vui nhộn dữ chưa? Một đứa bị bắt rồi kìa. Chị ba, vậy tôi phải đi cứu rồi. Cố gắng đi cứu rồi anh em ơi. Đâu, đứng đây nhìn nè. Có khiên đấy anh em ạ. Có một đứa đang bị cào kìa. Tôi có khiên, tôi bật khiên tôi cứu được nha. Tôi bật khiên tôi cứu được nha. Anh em yên tâm. Phải bật khiên thật nhanh nữa. Rồi, còn đấy anh em nhìn thấy tôi rồi, chết rồi. Đúng không ta? Đồ quỷ bắp, họ bắt được tôi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Con này giống nhau quá à. Anh không biết được đâu, anh nghe đây là người thưởng. Bạn này mới là bạn cần mình cứu đây. Tí nữa bạn nha, tí nữa tôi búp khiên cho. Tí nữa nha. 160 giây nữa cơ. Thỏi con gà mái đi. Khoan đã, chuẩn bị còn có 30 giây nữa tôi sẽ được cái vòng trốn thoát rồi. 30 giây nữa thôi anh em ơi. Cố gắng lên. Đâu rồi? Kiếm đường đây rồi. Ngay chỗ điểm thoát luôn. Tôi ở ngay chỗ điểm thoát luôn. Yes sir. Tôi vào mặt trời chưa? Tôi sẽ cố gắng là người trốn thoát đầu tiên. Vượt qua đơn giản thì đã rổ ngay rồi. Bạn này chơi hay nhá. Bạn này có cái khẩu súng bắn cũng hay. Con này leo được tường hả? Con này ghê này anh em. Đây này. Ghê chưa? Bạn nó tợn dã mà cùi. Bạn ấy đấm tợn nó một phát đi xa. Bạn ấy chạy tiếp. Đấm phát nghiết liền của cả tôi luôn. Hay nhờ. Bị đập đầu vào tường. Bạn ấy bị lùa như lùa gà vậy. Thoát đi bạn ơi. Thoát đi bạn ơi. Đừng trêu người như thế chứ. Trêu người nhiều quá. Người dỗi người đau đấy. Ok, một bạn đã thoát rồi. Xem là bạn này ở đâu. Bạn này xa cái vòng. À đây, ngay cạnh cái vòng rồi. Nó cam ở kia. Mày có thể dùng súng để bắn mà ta. Mày có khẩu súng mà. Ôi giời ơi, không thoát đi, đừng chat làm cái gì. Đừng chat làm gì để bị bắt. Chịu luôn. Rồi, làm luôn một game cuối cho anh em xem nha. Xem ai sẽ là ấy đây. Các bạn này à. Căng nha, các bạn này là căng nha. Ok. Bản đồ đôi. Đấy mới bản đồ đôi. Đuôi này, hắc cá này, con người trứng ấy ghi này, kén này, chuyên lên đã này. Đỏ đi. Đỏ hả? Đỏ xem nào. Đỏ là con gì đây? Ôi, lại là một đứa con gái nữa, có kỹ năng gì không? Trò chơi kết thúc, may quá. Hình như game sau tôi sẽ được biến thành Sonic anh em đấy. Thôi được rồi, cố gắng. Một game nữa mà. Rồi đây rồi anh em ơi, game vào rồi và chuẩn bị đến lượt tôi thôi. Đến lượt tôi sẽ trở thành Sonic anh em. Ok. Trò chơi trong vòng 5 giây nữa thôi. Và đồ tiếp theo 3 chấm. Ây ơ, xui. Mình đã chơi nghe thôi. Tất cả những con mồi ở đây sẽ bị tôi khói gọn trong vòng vài giây nữa. Ui, các bạn kêu có nhân vật khóa luôn mà. Chứng tỏ tôi hay nha. Được rồi, tôi yêu thích điều đó luôn ấy chứ. Càng khó thì tôi lại càng sướng luôn. Được rồi, mấy giây nữa thôi. 9, 8, 7, 6. Và anh em muốn tiếp tục được cho tôi chiến thắng thì hãy nhớ cho tôi xin một like nha. Một subscribe nữa nha. Ok. Đi thôi. Mỗi lần tôi biến thành con đấy có người ao nhỉ. Có người ao là sao ta? Bực thật sự đây, khổ luôn. Thôi, trở thành luôn cái bạn đuôi này đi. Buồn rồi. Thế các bạn này có chức năng gì luôn. Nghĩ mà nó chán. Chơi game không cho bao giờ cho tôi làm quái vật. Cay thật sự luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ chơi lốt một cái con game này. Lốt một cái lần chiến đấu này. Và anh em muốn tôi có phần 2 nữa cùng với Team Bích Quyết Thành ở cái con game này thì hãy comment phía bên dưới nha. Xem nào, trên bàn này có chiêu gì đây. Wow, có một khẩu súng bắn này. Boom, bắn ra chiêu luôn. Wow, bắn bắn giật người. Ê là cái gì? Ê là lướt anh em ạ. Ê là lướt, ok. Về đây mã zoom nhảm. Để xem nào, tôi có súng rồi, tôi sợ gì đâu. Mình bay lên thì mình sẽ được có cái quạt ở đuôi. Quay. Để trong phim vừa đấy chứ. Đâu rồi?
nào. Còn anh em đâu đến đây, có vũ khí rồi, ngại gì biết bắt đầu. Tuyệt quá, tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Ngại gì biết bắt đầu anh em, ở đây rồi. Bắn chuẩn chuẩn một tí nhá. Bắn chuẩn chuẩn một tí nhá. Nhân, bắn cho nó ngất ngay con gà tây nhưng mà tôi cũng bị mất máu. Ủa là sao? Ủa là đâu? Cứu được con may quá. Thề luôn. Tôi đánh nó cũng mất máu nha. Nhưng mà tôi cũng bị mất máu theo luôn. Thôi, bay lên cao được nữa luôn anh em ạ, bay lên cao được nữa luôn, sợ gì. À mình sẽ kết hợp chữ E và chữ F. Thế rồi, nó kêu rồi. Để tí anh em ạ, để tôi bắn một trưởng chuẩn tí nhá. Đâu rồi, súng nó được kích hoạt. Xoắn lít đâu. Boom. Bắn trưởng rồi. Đồ ngu. Thằng này ngất đã. Có một đứa đây. Không còn lại có kỹ năng gì. Chơi lùa đúng không? Kỹ năng của tôi cũng có đấy chứ. Bị bạn đến lùa như lùa gà vậy. Anh em ạ. Đây là đồng đội của tôi. Đúng rồi, ra đây, ra cho đấm cái coi. Đấm trong phát này. Đứng im đấy coi. À, lừa cái gì. Đợi tí. Kỹ năng của tôi, bọn này chạy nhanh hơn tôi thì một phát. Thôi mình nhảy xuống đây rồi. Kiếm cho lên cái đã. À nhìn con này ê ghê, nhìn hay phết. Piu. Đúng rồi. Phía xa xa kia, đây rồi. Ôi một đứa bị đấm gục nữa này. Máu mè bắt đầu bè bè rồi. Trên cao. Lên đây, thấy rồi nha, thấy con mồi rồi nha. À nó kéo tôi. Kéo chứ, kéo xích chó vậy. Cái gì thật đấy. À bực thật sự đấy, khổ anh em ơi. Bực thật sự đấy, khổ luôn. Bay lên trên này. Lên tìm. Đường đồ của tôi này. Một con ở đâu? À kia, nó vẫn ở kia, trên kia anh em ạ. Chị bà, bực rồi đấy. Lóng máy là cháy bút gì. À, lòi ra nó có ra tận đây này. Chơi gì mà chơi kỳ. Nó đấm tôi một cái tôi đóng băng luôn mà. Ê, cho đi cái coi. Quái đạn thật, nó có cái chỗ đấm đóng băng luôn ạ. Chị bà, này ơi. Lùa đi anh em là lùa chúng tôi này cái. Tôi không bị lừa nữa đâu. Tôi bị lừa nữa đâu. Lừa một lần thôi, làm gì có lừa lần hai anh em. Chị bà, à, đây là chạy nhanh nha. Ui, nó kéo tôi đi được ạ. Vãi cả, kéo xong thả xuống mà. Thả đúng cái chỗ mồm bạn này. Ảo thật đấy. Đâu rồi. Không phải không nhìn thứ nhất được, đấm cứ toàn hụt rồi. Đâu rồi, đừng im đấy. Dí bằng được bạn đấy, bạn lữ này thì thôi. Đây rồi. Đấm nó phát này. Tất cả xuống đây cùng tôi đây. Đấm này. Bạn này có cái gì? Ơ, này đứng đấm là mình đứng ngân ngây vào cái tay luôn mà. Chúng ta tôi rồi. Thôi thả tôi ra. Chúng ta xả phết đấy. Chúng ta xả phết đây anh em ạ. Ok. Lên. Mình cam ở đây vậy. Mình lên trên cam đi. Có một đứa nữa thôi. Đưa ra đây. Mình không được trốn thoát nữa rồi, mình trở thành con đấy rồi. Từ đây mình nhìn xem có đứa nào ở đây không. À hình như nó đang vây ở kia kìa. Ra kết hợp cùng luôn. Ok, tất cả đã bị tiêu diệt rồi. Không cần tôi cam nữa luôn. Đấy chứ, và tôi là người đứng top. Bết bà. Thôi anh em muốn tiếp động lực cho tôi ra phần 2 con game này thì hãy nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh nha. Và phần 2 tôi sẽ rủ team bên Quy Thành vào đây chơi chiến con game này để xem ai là người chơi Solid hay nhất của đất này nha. Rồi, anh em nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.